người đàn ông mình trên 60 tuổi, tất cả đều có vấn đề của tuyến tiền liệt hết. Lần cuối cùng là một cái mà bao giờ tôi cũng nhắc, đó là phải chườm đá, đừng bao giờ quên. Mỗi người ít nhất là hai cặp đá mà để chườm. Mấy anh mà lớn tuổi vậy nè, thấy mấy ông này nè, thấy chịu khó tối là mình làm chườm cho tôi đi cặp, chườm dưới rốn cho tôi cặp. Đây gì biết không? Tất cả những người đàn ông mình trên 60 tuổi, tất cả đều có vấn đề của tuyến tiền liệt hết. Mình tuyến tiền liệt nó có cái triệu chứng ra sao? Mình tưởng là không phải là bí tiểu, không phải đâu. Chỉ cần khi mà mình đi tiểu còn dài giọt, mặc dù lắc đã đời rồi, nhưng mà hơi nó cũng bước ra, nó cũng xè ra một miếng. Cái đó là có vấn đề của tuyến tiền liệt rồi. Còn nếu mà nặng hơn thì là mất ngủ, do đi tối đi phải đi tiểu đêm. Còn nặng hơn nữa là cứ đi tiểu lắc nhắc đi tiểu hoài, mà không bị viêm tiết niệu, không phải bị sạn thận, sạn bàng quang, mà là do cái tuyến tiền liệt mình có vấn đề. Nghe là tôi đi chồm cái đó, cái kia sạch bách. Hốp đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.